Vũ Hà Văn, nhà toán học, đã lý giải như thế nào về việc một người nào đó gặp mài trong các ván đấu đỏ đen? Tại sao một con bạch tuộc lại có thể dự đoán đúng kết quả của trận bóng đá, hay tại sao một chú chó cũng có thể chơi chứng khoán tốt? Cùng tìm hiểu ngay qua đoạn phim dưới đây nhé. Chàng bạch tuộc môn siêu đẳng vào 20/3 tại Viện Toán học Việt Nam. Sự kiện với chủ đề toán học thế nào và làm ở đâu đã được diễn ra với một phần chương trình là bài giảng đại chúng của giáo sư Vũ Hà Văn, hiện đang là giáo sư toán tại Đại học York ở Mỹ. Trong bài giảng, giáo sư đã truyền tải tới người nghe các kiến thức chuyên môn với những bài học cụ thể qua những câu chuyện đời sống hấp dẫn. Mở đầu bài giảng là câu chuyện về con bạch tuộc vô mang quốc tịch Đức đã gây xôn xao dư luận bóng đá vào năm 2010. Chú bạch tuộc này rất nổi tiếng ở mùa giải World Cup 2010. Trong suốt 2 tuần cuối mùa giải năm ấy, Bôn đã dự đoán chính xác kết quả thắng thua cả 7 trận của đội tuyển Đức. Bên cạnh đó, Bôn cũng dự đoán chính xác kết quả trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Chú bạch tuộc này cũng được dựng tượng nhỏ ở Tây Ban Nha quốc gia đăng cai World Cup 2010, nhưng lại bị cổ động viên Hà Lan ghét cay ghét đắng. Vậy dưới góc nhìn toán học, câu chuyện của Bôn có thể lý giải ra sao khi tỷ lệ đoán đúng kết quả của 8 trận đấu là cực kỳ thấp? Theo giáo sư Văn, có thể lý giải theo định lý luật số lớn, với cách hiểu đơn giản như sau: nếu sở hữu thí nghiệm với V là xác suất thành công thì 1 trừ V là xác suất không thành công. Lặp lại n lần độc lập thí nghiệm này, tức kết quả thí nghiệm sau không bị phụ thuộc vào kết quả thí nghiệm trước, giữa các thí nghiệm không có sự liên quan. Nếu n lớn, ta đánh dấu ít biểu tượng cho số lần thành công. Theo như luật số lớn thì nếu nb đủ lớn sẽ có xác suất cao là số ít xấp xỉ nxb. Theo đó, nxb là kỳ vọng của số lần thành công, tức n lần thì kỳ vọng sẽ là nb. Giáo sư Văn cũng muốn nhấn mạnh cái đủ lớn ở đây là nb chứ không phải là n. Nếu lặp lại thí nghiệm này đến cả nghìn lần nhưng b nhỏ thì nxb sẽ nhỏ, khi ấy luật số lớn không còn đúng nữa. Đại loại, nếu bạn sở hữu nhiều thí nghiệm thì đến phút cuối, số thí nghiệm mà thành công sẽ xấp xỉ bằng cái bạn mong đợi. Chẳng hạn nếu tung 1.000 đồng xu, bạn mong muốn 500 đồng lần nữa, thì kết quả nhận được sẽ rơi trong khoảng 450 đến 550 lần nữa, sai số là 10%. Tuy nhiên nếu chỉ tung 1 đồng, bạn không thể đoán được kết quả sắp ngửa của nó. Nếu tung 2 đồng thì xác suất là 1/4 do có 4 khả năng xảy ra. Như vậy thì chỉ khi có số tương đối lớn thì mới áp dụng được quy luật số lớn. Chú chó chơi chứng khoán và nhiều hiện tượng đỏ đen khác. Theo giáo sư Văn, luật số lớn còn ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực đời sống khác. Nhiều việc tưởng chừng như đặc biệt lại là hệ quả từ luật số lớn. Chẳng hạn nếu cho một chú chó chơi chứng khoán thì khả năng nó sẽ đoán được một mã sẽ lên hay xuống trong một tuần và đoán được 10 mã lên xuống trong 10 tuần. Giáo sư Văn cũng đề cập, xác suất để chú chó đó thắng 10 lần liên tục là thắng 1 năm 1.000. Nếu Hà Nội có 1 triệu chú chó thì sẽ có 106x10 đến 3 con thành công, hay nói cách khác là 1.000 con. Nếu thay chú chó này bằng một nhà đầu tư, ta sẽ thắc mắc liệu người này có thực sự tài ba hay đó là hệ quả từ luật số lớn. Cũng giống như trong cờ bạc, vì nắm bắt được quy luật số lớn mà nhà cái luôn có lãi mà không phải nhờ cậy đến các động thái bịt bợm hay gian lận. Theo bạn, những chia sẻ của giáo sư Vũ Hà Văn có hữu ích hay không? Có đúng là mọi việc trên đời đều được lý giải bằng khoa học? Hay bạn là một người tin về hệ tâm linh? Chúc các bạn tìm được câu trả lời chính xác nhất cho mình nhé!